Giới thiệu đến các bạn là một cái mẫu hộp số chia hai cầu nhé. Loại này thì có thể tách được chuyển động và giá thì rất là mềm, tải trọng thì rất là tốt. Vì là nó tải trọng tốt là vì nó liền trục luôn. Trục này thông trục này và chuyển động qua hai trục này. Thì bộ này là có thể chuyển động thẳng trục. Rất là nhiều sự lựa chọn cho các bạn nhé. Hai trục này là thẳng một trục, hai này là thẳng một trục và qua bộ chuyền đồng tốc các bác nhé. Đây là chuyển động cùng một chiều. Đấy. Cái này là chuyển động đồng tốc cho nó rất là dễ sử dụng. Có dây cần số để sang số các bác nhé. Đây thì cái này là rút số này. Đấy, rút số qua đây. Nó có một cái cần ở đây nhưng em quên không cầm sang bên này rồi. Đấy. Thì lắp số nó rất là đơn giản thôi. Lắp cái này vào cái phe cài này, bạn con ốc vào đây, sau đó là điều chỉnh cái khoảng rút này là được. Đấy. Ví dụ như này là nó không có chuyển động này. Còn các bạn kéo hết qua bên này. Là nó chuyển động cùng chiều luôn. Đây. À xin lỗi các bạn, hai cái là chuyển động ngược chiều. Đấy. À, cái này thì không không có vấn đề gì về phần ngược hay xuôi. Ở trên hộp số cầu ta chỉ cần đảo hộp số cầu ấy là nó sẽ chuyển động cùng một hướng theo ý muốn được. Cái này thì rất dễ thôi, không có vấn đề gì cả. Đấy, cái này chuyển động về kia và cái này chuyển động về đằng sau. Thì nó một ngược một xuôi như vậy thì nó sẽ mới đồng đồng tốc cùng một hướng. Đấy. Cái này cũng không phải là một cái vấn đề gì khó khó xử lý cả. Đấy, tuy nhiên là như hiện tại này thì nó đã là đúng kiểu rồi. Bởi vì cắm về phía đằng trước thì nó phải quay một chiều. Còn các bạn cắm về phía đằng sau thì nó phải quay một chiều. Ngược lại thì hai cái cầu ấy nó sẽ chuyển động cùng một hướng. Đấy là về nguyên lý thuận là nó chuẩn là như vậy. Đấy. Nếu như các bác nào lắp mà chẳng may nó bị ngược hướng chuyển động ấy, thì cũng không có gì khó cả. Các bạn chỉ cần tháo cái cầu ra và đổi cái mặt hộp số đi là nó sẽ chuyển động xuôi lại thôi. Đấy thì kích thước cái hộp số này là nó khoảng 20 nhân với này 7 và chiều cao là nó khoảng 15 cm, rất là nhỏ gọn. Hộp số này được làm có phớt viết đàng hoàng các bác nhé. Đây, lắp phớt nó viết đàng hoàng, chạy nhớt nó rất là chuẩn luôn. Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.